Nhà đất Bảo Hoàng rất vui mừng được gặp lại quý vị quý khách hàng trên kênh YouTube Nhà đất Bảo Hoàng, kênh chuyên nhận ký gửi mua bán và nhận giới thiệu các sản phẩm bất động sản tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Thuận An, thành phố Dĩ An. Vâng, thưa quý vị, trong buổi chiều nay Bảo Hoàng xin được gửi tới cho quý vị quý khách hàng một căn góc hai mặt tiền, vị trí cực đẹp ngay ngã tư tại một khu dân cư cao cấp và một khu dân cư được coi là trung tâm của trung tâm thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Vị trí khu dân cư gần với vòng xoay An Phú, đường cao tốc Việt Tân Vạn cũng như là đường DT743, đường 22 tháng 12 và đường quốc lộ 13. Có một vị trí trung tâm chỉ cách những trục đường như Bảo Hoàng vừa chia sẻ trong bán kính 1 km đổ lại. Và phía trước là căn nhà mà buổi chiều nay Bảo Hoàng muốn chia sẻ đến cho quý vị với chiều ngang 5m và chiều sâu là 20, vị trí góc hai mặt tiền ngay ngã tư, đang kinh doanh các mặt hàng bách hóa tổng hợp thưa quý vị. Vâng, chiều ngang là 5m, mặt tiền ở phía trước và mặt tiền phần còn lại, mặt tiền trục đường còn lại là 20m, ngang 5, sâu 20, hướng chính là hướng Tây và một hướng nữa là hướng Nam. Vâng, hướng này là hướng Tây, còn hướng ở phía trước là hướng Nam thưa quý vị. Còn đây là ngã tư, phía bên phải thì có một dãy kiosk kinh doanh, có tiệm lươn bún phở cháo vân vân, và ở phía trước thì còn có thêm một dãy kiosk kinh doanh rất là sung. Đây là trục đường chính, đường lớn phía trước mặt tiền nhà mình. Đường này thì có chiều ngang, lòng đường là 12m. Nhà nghỉ, khách sạn, karaoke, các mặt hàng, các ngành nghề kinh doanh rất là sung trên trục đường này, như quý vị đang thấy ở trên màn hình. Đây là vị trí ngay ngã tư, kinh doanh rất là tuyệt vời thưa quý vị. Với mức giá dành cho sản phẩm này là 9 tỷ 700 triệu đồng, một mức giá rất là mềm cho một sản phẩm có hai mặt tiền vị trí này, và mức giá này vẫn còn thương lượng với chủ nhà thưa quý vị. 9 tỷ 700 triệu đồng còn thương lượng với chủ nhà với một sản phẩm góc hai mặt tiền ngay ngã tư, ngang 5, sâu 20, đang kinh doanh các mặt hàng bách hóa tổng hợp. Còn đây là trục đường phía trước mặt tiền. Đường này thì có chiều ngang 12m, lòng đường vỉa hè một bên là 4m, còn trục đường còn lại là có chiều ngang lòng đường 8m, hành lang vỉa hè một bên là 4m. Phía sau, phần đất ở phía sau nối đuôi với phần đất nhà mình thì đang kinh doanh tiệm cầm đồ và quán cà phê. Đẹp thưa quý vị, một vị trí góc hai mặt tiền quý vị có thể mua ở cho thuê hoặc là kinh doanh các mặt hàng như là spa, tiệm spa, áo quần, shop thời trang, hay là quán ăn, hay là thẩm mỹ viện, vân vân, rất là nhiều ngành nghề quý vị có thể kinh doanh trên trục đường này, cũng như là những cái mặt hàng ngành nghề đặc biệt như là vàng bạc đá quý, hay là tiệm mắt kính vân vân, hoặc là mua có thể cho thuê cho bắt phát xanh thuê ở vị trí này thì cực đẹp và cực kỳ dễ cho thuê thưa quý vị. Và vị trí mặt tiền góc hai mặt tiền ngay ngã tư, và video buổi chiều hôm nay đến đây cũng xin được tạm dừng. Một lần nữa Bảo Hoàng xin cảm ơn tất cả quý vị đã dành thời gian xem video. Và đừng quên để lại nhận xét bên dưới phần bình luận, cũng như là bấm nút đăng ký kênh để thông báo và chuông. Và nếu quý vị thắc mắc muốn tìm hiểu thêm những thông tin liên quan đến sản phẩm này, vui lòng liên hệ cho Bảo Hoàng theo hai số điện thoại đang hiển thị màn hình. Có thể trực tiếp gọi hoặc là liên hệ qua Zalo theo số điện thoại đang hiển thị ở trên màn hình.
Một lần nữa Bảo Hoàng xin cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những video tiếp theo. Xin chào.